Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi sách bài tập lịch sử lớp 7 trang 15 đến trang 18, sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài 4 Văn Hóa Phục Hưng. Câu 1. Với mỗi câu được phát biểu, nếu đúng hãy ghi đề vào ô vuông, nếu sai hãy viết lại câu cho đúng. Chú ý các từ in đậm. Như vậy ở đây chúng ta có các câu thì các em sẽ đọc từng câu và cho biết là câu nào đúng thì các em sẽ ghi đề vào ô vuông này. Và nếu sai thì chúng ta sẽ viết lại câu cho đúng ở dưới đây. Như vậy câu số 1 thì ở đây các em chú ý là các từ in đậm ở đây. Ở trong từng câu sẽ có các từ in đậm và các em sẽ chú ý các từ in đậm này. 1. Phong trào văn hóa phục hưng bắt đầu vào thế kỷ 14 tại thành phố thịnh vượng miền Bắc Italia. Như vậy câu này đúng hay là sai? Câu này là đúng. Như vậy các em sẽ ghi đề vào. Rồi tiếp theo. 2. Dante là tác giả của các vở kịch nổi tiếng như Hamlet, Romeo và Juliet. Như vậy ở đây Dante có phải là tác giả của vở kịch Hamlet, Romeo và Juliet hay không? Là sai, mà đó là Shakespeare. Shakespeare là tác giả của các vở kịch nổi tiếng như là Hamlet, Romeo và Juliet. Rồi tiếp theo câu số 3, tượng David là một trong những tác phẩm của Raphael. Đúng hay là sai? Là sai. Như vậy tượng David là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Michelangelo. Như vậy tượng David là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Michelangelo. Rồi tiếp theo câu số 4, bức tranh La Gioconda là tác phẩm nổi tiếng của danh họa Michelangelo. Đúng hay là sai? Như vậy là sai. Bức tranh La Gioconda là tác phẩm nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci. Như vậy các em sẽ điền vào đây là Leonardo da Vinci. Như vậy bức tranh La Gioconda là tác phẩm nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci. Rồi tiếp theo câu 5, Copernic là người đã đưa ra thuyết nhật tâm, mặt trời là trung tâm của vũ trụ, khác với nhận thức phổ biến trong xã hội đương thời, là đúng hay là sai? Là đúng. Như vậy các em sẽ ghi đề vào đây. Rồi tiếp theo câu số 2, dựa vào đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi. Sự xuất hiện phát triển của các thành thị ở khắp châu Âu và thành quả của các cuộc phát kiến địa lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa phát triển. Vào thế kỷ 14 thì các thị quốc tự do ở vùng Bắc của Italia như Firenze, Venice, Genoa, Milano xuất hiện ngày càng nhiều và trở nên giàu có. Thì sự giàu có do thương mại mang lại đã tạo điều kiện để các thương nhân có nhiều thời gian để mà suy tư, tìm hiểu, sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật. Họ sẵn sàng trở thành những nhà bảo trợ hào phóng cho các học giả và nghệ sĩ, chẳng hạn như Lorenzo de' Medici, sinh năm 1449, mất năm 1992,
vào những năm 1430, thì Firenze, phong trào văn hóa phục hưng bắt đầu. Phục hưng có nghĩa là hồi sinh, đó là hồi sinh nền văn hóa sáng làng của các quốc gia cổ đại Hy Lạp, La Mã. Không chỉ dừng lại ở việc khôi phục giá trị xa xưa, các nhà văn hóa phục hưng còn muốn phát huy những cái giá trị của văn hóa nhân loại đã bị giáo hội Thiên Chúa giáo và xã hội phong kiến vùi lấp đi. Như vậy sau khi chúng ta đọc đoạn văn thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi như sau. 1. Theo đoạn văn, các điều kiện dẫn đến sự ra đời của phong trào văn hóa phục hưng là gì? Thì theo đoạn văn, các điều kiện dẫn đến sự ra đời của văn hóa của phong trào văn hóa phục hưng đó là sự phát triển thịnh vượng về kinh tế, sự xuất hiện của lực lượng xã hội mới, tầng lớp thương nhân đã đặt ra những cái nhu cầu mới mẻ về thưởng thức văn hóa, nhu cầu về địa vị chính trị, xã hội tương ứng với vị thế kinh tế. Rồi tiếp theo câu số 2, phục hưng có nghĩa là gì? Phục hưng có nghĩa là hồi sinh. Rồi số 3, mối quan tâm chính của các nhà văn hóa thời phục hưng là gì? Thì mối quan tâm chính của các nhà văn hóa thời phục hưng là đã phá các tư tưởng lỗi thời của phong kiến và xã hội, xây dựng một cái hệ tư tưởng mới, nền văn hóa mới. Tiếp theo câu 4, hãy xác định ba từ quan trọng nhất của đoạn văn giải thích lý do em chọn ba từ đó. Thế đây cô ví dụ ba từ quan trọng nhất trong đoạn văn đó là thương nhân, Firenze, phục hưng. Giải thích thì ở đây thương nhân tức là cái lực lượng mới xuất hiện trong xã hội Tây Âu, tầng lớp thương nhân có cái thế lực kinh tế về thế lực lớn về kinh tế nhưng chưa có địa vị chính trị xã hội tương ứng, do vậy họ đã ủng hộ và bảo trợ cho những cái tư tưởng mới. Thứ hai đó là Firenze là cái thành phố giàu có thuộc miền Bắc Italia, đây là nơi khởi đầu phong trào văn hóa phục hưng. Rồi phục hưng có nghĩa là hồi sinh. Các nhà văn hóa phục hưng muốn là khôi phục những cái tinh hoa của văn hóa Hy Lạp La Mã để giải phóng con người đã phá các tư tưởng lỗi thời của phong kiến giáo hội. Tiếp theo câu 3, nói các dữ liệu cột bên trái với các dữ liệu cột bên phải cho phù hợp. 1. Dante. 2. Trên mộ của cô Bếp người ta khắc dòng chữ. 3. Leonardo da Vinci là họa sĩ tác giả của những bức tranh kiệt tác như. Bức họa kiệt tác như. 4. Những tác phẩm nổi tiếng của Michelangelo là. 5. Engel nhận xét về thời đại phục hưng. A. Người đã giữ cho mặt trời đứng yên và đẩy cho trái đất dịch, cho trái đất chuyển dịch. B. Sáng tạo thế giới David. C. Đã sinh ra những con người khổng lồ. D. Là người mở đầu cho cái phong trào văn hóa phục hưng. E. Bữa ăn tối cuối cùng là sự cùng đơn. Như vậy chúng ta sẽ nói cột A với cột B, tức là chúng ta nói các dữ liệu ở cột bên trái với cột bên phải. Rồi như vậy Dante chúng ta sẽ có dữ liệu nào? Dante là người đầu tiên, là người mở đầu cho phong trào văn hóa phục hưng. Như vậy số 1 các em nói với D. Rồi tiếp theo, 2. Trên mộ của cô Bếp người ta dòng chữ đó là người đã giữ cho mặt trời đứng yên và đẩy cho trái đất chuyển dịch. Như vậy số 2 các em nói với A. Rồi số 3, Leonardo da Vinci là họa sĩ tác giả của những bức họa kiệt tác như là Bữa ăn tối cuối cùng, La Gioconda. Như vậy, số 3 các em nói với E.
Rồi số 4, những tác phẩm nổi tiếng của Michelangelo đó là Sáng tạo thế giới và tượng tượng David là một trong những cái tác phẩm nổi tiếng của Michelangelo. Như vậy, số 4 các em nói với B. Rồi số 5, Engel nhận xét về thời đại phục hưng là đã sinh ra những con người khổng lồ. Như vậy số 5 nói với C. Rồi tiếp theo câu 4, xem bức tranh La Gioconda của danh họa Leonardo da Vinci và nêu cảm nhận về vẻ đẹp của nàng Mona Lisa. Trong cái bức tranh, chú ý đôi mắt và nụ cười của nàng Mona Lisa. Thì ở sách giáo khoa thì chúng ta đã được thấy bức tranh của bức tranh La Gioconda của danh họa Leonardo da Vinci. Rồi bây giờ các em sẽ nêu cảm nhận và vẻ đẹp của nàng Mona Lisa. Thì các em chú ý ở đây đó là đôi mắt và nụ cười của nàng. Thì ở đây cô chỉ ví dụ về cái cảm nhận thì mọi bạn sẽ có những cái cảm nhận riêng của mình. Thì ở đây cô chỉ ví dụ nhân vật nàng Mona Lisa luôn có cái nhìn tươi tắn đầy gợi cảm, vẻ dịu dàng đầm thắm đầy nữ tính với cái nhìn tinh tế. Nụ cười bí ẩn của Mona Lisa khiến cho trái tim người xem như loạn nhịp, ngỡ ngàng và say mê. Tiếp theo câu 5, một nhà sử học đã nhận xét rằng thời kỳ phục hưng đã tạo ra nhiều mới mẻ từ những điều đã cũ. Hãy cho biết một những điều mới mẻ là những điều gì? Thì những điều mới mẻ ở đây đó là những cái thành tựu được sáng tạo ra dựa trên nền tảng tinh hoa của văn minh Hy Lạp La Mã. Hai, những điều đã cũ là những điều gì? Thì những điều đã cũ là tinh hoa của văn minh Hy Lạp La Mã. Tiếp theo, ba. Em có đồng ý với nhận xét của nhà sử học không? Vì sao? Thì em sẽ đồng ý với quan điểm trên vì các nhà văn hóa phục hưng đã hồi sinh nền văn hóa sáng lạn của các quốc gia cổ đại Hy Lạp La Mã. Không chỉ dừng lại ở việc khôi phục giá trị xa xưa, các nhà văn hóa phục hưng còn phát huy những cái giá trị của văn hóa nhân loại đã được bị giáo hội Thiên Chúa Giáo và xã hội phong kiến vùi lấp đi. Tiếp theo 4, nhận xét của em về thời kỳ văn hóa phục hưng. Ví dụ, nhận xét phong trào văn hóa phục hưng là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến lỗi thời, mở đường cho văn hóa Tây Âu phát triển trong những thế kỷ sau. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi sách bài tập lịch sử lớp 7 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt, cô chào tạm biệt các em.